Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang 30. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Carry Me Back to Old Virginia. Và bây giờ thì chúng mình cùng khám phá cái nốt nhạc của bản nhạc này nhé. Cô sẽ lấy nhịp của nhịp 44 đều và cô sẽ đọc từ đầu đến cuối tên nốt nhạc ở khóa son và khóa pha. Bây giờ thì các con cùng đọc theo cô nhé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mi mi hai fa mi hai ba re do hai la hai son do hai ba son hai do re mi mi fa mi mi do si do re hai ba bốn mi hai fa mi mi hai re do re hai do la son do hai ba son hai do re mi hai fa mi mi re do si do hai ba bốn. Như vậy là cô đã hướng dẫn cho các con phần nốt nhạc trong bản nhạc này. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi trên đàn. Các con cùng quan sát nhé. Chúng ta sẽ tìm từ vị trí đô trung tâm nhé. Đô, re, mi. Và chúng ta đặt tay ở vị trí này. Còn tay trái thì chúng ta sẽ xuất phát với nốt la đầu tiên, ngón 3. Muốn tìm được phím la ngón 3 thì chúng ta sẽ tìm từ đô, si, la là chúng ta có thể tìm ra nhé. Bây giờ cô Vân sẽ lấy nhịp đều ở nhịp 44. Và cô sẽ làm mẫu cho các con nghe từ đầu đến cuối nhé. 1, 2, 3, 4. Mi, mi, hai, fa, mi, hai, ba, re, đô, hai, la, hai, son, đô, hai, ba, son, hai. Chúng ta sẽ chơi từ đầu đến cuối này. Khi chơi với nhạc thì các con nghỉ xong 4 phách nốt đô cuối cùng thì các con sẽ quay lại từ đầu đến cuối thêm một lần nữa nhé. Bây giờ cô Vân sẽ bật nhạc ở tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Cô làm mẫu các con cùng quan sát bản nhạc. Và chúng ta hát nốt theo thì càng tốt nhé. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thank you.
xong cho các con bài Carry Me Back to Albany. Các con luyện tập bản nhạc này, lưu ý về nốt nhạc nhé. Chúng ta hãy thực hành và nhớ được vị trí của nốt nhạc trên bản nhạc đối với từng bài, các con phản xạ dần nhanh lên nhé. Và vị trí tay đặt ở trên phím đàn thì các con thực hành ở vị trí đô trung tâm với cả tay phải và tay trái. Khi chơi đàn thì chúng ta lưu ý về form tay, khum và chúng ta nhấc ngón tay, gõ từng ngón nâng cao lên rồi hạ xuống. Khi gõ xuống thì các con cần phải chắc và khum được ngón tay. Và một điểm nữa là chơi đều nhịp là một điểm cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần phải luyện đều nhịp chậm này, rồi tăng dần tốc độ lên đến đều nhịp nhanh như là beat tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Khi các con làm được như vậy rồi và thành thạo, thuần thục rồi thì chúng ta hãng sang bài học mới nhé. Cô chúc các con luyện tập bản nhạc này thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.